Indonesia dự định mua khinh hạm tăng hình Nhật, quyết khóa chặt Trung Quốc. Việc Indonesia dự định mua thêm khinh hạm tăng hình từ Nhật khẳng định lực lượng hải quân Đông Nam Á này sẽ có thêm nhiều đóng góp trong việc đảm bảo an ninh hàng hải ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hồi cuối tháng 3 vừa rồi, trong hội nghị 2 cộng 2 diễn ra tại Tokyo, đại diện của chính phủ Indonesia và Nhật đã tiến hành ký kết bản hiệp định hợp tác quốc phòng. Theo đó, Nhật sẽ đồng ý chuyển giao công nghệ cùng thiết bị quốc phòng cho phía quân đội Indonesia để nước này tăng cường năng lực tự sản xuất, nâng cấp lực lượng. Trong khuôn khổ buổi gặp mặt, chính quyền Nhật cũng bỏ ngỏ khả năng sẽ bán 8 tàu khinh hạm lớp Mogami cho phía Indonesia. Truyền thông Indonesia cho biết, nếu nước này mua toàn bộ 8 tàu chiến lớp Mogami được Nhật Bản chào hàng, sức mạnh của lực lượng hải quân Indonesia trong khu vực sẽ gia tăng vượt bậc. Đây cũng là một cách để Hải quân Indonesia tăng cường tham gia các hoạt động quốc tế, trực tiếp góp sức vào việc bảo vệ an ninh hàng hải trong khu vực. Mogami là khinh hạm hiện đại bậc nhất thế giới. Nó mới chỉ được đưa vào đóng mới từ năm 2019, mới chỉ được hạn thủy hai chiếc, chưa chiếc nào được gia nhập biên chế. Dự kiến khinh hạm lớp Mogami đầu tiên sẽ gia nhập biên chế lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản vào năm 2022 tới đây. Nhật cũng cho biết lô tàu chiến Mogami đầu tiên sẽ được đóng với số lượng 8 chiếc. Các giá đóng mới lên tới nửa tỷ đô cho mỗi chiếc. Các khinh hạ Mogami của Nhật có thể đạt giã nước tối đa 5.500 tấn, có tốc độ ước tính lên tới trên 30 hải lý một giờ. Tàu được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại, trong đó bao gồm pháo 127mm, tên lửa chống hạm Type 17 và hệ thống phòng thủ tầm gần SIRAM. Thiết kế của các tàu chiến lớp Mogami hướng tới khía cạnh tàng hình, công nghệ tàng hình sử dụng trên lớp khinh hạm này, được nhận áp dụng tương tự như công nghệ tàng hình trên chiếc tiêm kích X-2 Shinshin cũng do Mitsubishi chế tạo trong quá khứ. Tàu có thủy thủ đoàn tối thiểu yêu cầu 90 người, trong đó bao gồm cả sĩ quan chỉ huy. Số lượng thủy thủ đoàn này là tương đồng với các khinh hạm khác cùng kích thước. Truyền thông quốc tế đánh giá, về cơ bản có thể coi tàu chiến lớp Mogami của Nhật có sức chiến đấu tương tự như các khu trục hạng Akizuki. Tuy nhiên, có ít ống phóng tên lửa hơn và được tối ưu hóa khả năng tàng hình. Hai chiếc kinh hạm Mogami đang được Nhật tiến hành thử nghiệm trên biển là chiếc JS Mogami và GS Kumano dự kiến từ năm 2022 sẽ được nhập biên lực lượng phòng vệ trên biển của nước này. Như như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.